chuyển đổi cơ cấu cây trồng và quy hoạch thành nhiều vùng sản xuất tập trung chuyên canh, xen canh để tổ chức sản xuất hàng hóa tham gia thị trường. Kết quả là năng suất, sản lượng cây trồng ngày càng tăng. Tuy nhiên, việc sử dụng phân bón vô cơ không đúng cách đã và đang gây những ảnh hưởng xấu đến đất đai, cây trồng, môi trường và con người. Trong khi đó, hàng năm, lượng rác bã thực vật và chất thải động vật ra môi trường rất lớn. Đây chính là nguồn nguyên liệu rất tốt để sản xuất phân hữu cơ nhằm bổ sung lại dinh dưỡng cho đất mà nông dân chưa tận dụng được. Mô hình sử dụng hệ thống ủ phân có thông khí ASP để sản xuất phân hữu cơ quy mô nông hộ được trình diễn tại tỉnh Bến Tre đã đáp ứng những nhu cầu cấp thiết về việc tự sản xuất phân hữu cơ phục vụ sản xuất nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững, thân thiện với môi trường. Không cần đảo trộn trong suốt quá trình ủ, thời gian ủ được rút ngắn chỉ từ 35 đến 45 ngày thay vì 90 ngày như trước, tiết kiệm chi phí lao động, dễ thực hiện. Đó là những lợi ích mà anh Nguyễn Văn Hoàng ở xã Ngãi Đăng, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre nhận thấy từ công nghệ ủ phân có thông khí. Nếu ủ theo phương pháp truyền thống thì nó phải mất thời gian, ví dụ quy trình mình ủ khoảng 50 ngày thì quy trình mình đảo sẽ khoảng 4 lần. Mình đảo bằng tay mình, đảo 4 lần, còn cái quy trình này thì mình chỉ vô một lần duy nhất thôi, sau đó mình chỉ nhờ cái máy nó thổi hơi, rồi nó phân hủy cái nguồn phân này nó quay thôi. Nếu mình chỉ mà độ khô quá thì mình tưới sơ nước qua cho giữ ẩm, cho nên cái quy trình này thì so với cách ủ thông thường thì nó đỡ tốn cái công hơn, mình thấy nó cũng tiện lợi hơn. Công nghệ ASP thực chất là ủ hiếu khí. Công nghệ này được áp dụng cho hầu hết các loại chất thải hữu cơ với việc thổi khí cưỡng bức qua các ống nhựa đục lỗ bằng máy thổi khí để đảm bảo toàn khối ủ được giữ trong môi trường hiếu khí. Khi đủ oxy, các vi sinh vật có sẵn trong đống ủ sẽ phân hủy các chất hữu cơ. Nhiệt độ tăng trong quá trình này đủ làm chết các vi khuẩn có hại và khử mùi hôi hiệu quả. Nhiệt độ cao của đống ủ cũng tiêu diệt ấu trùng của ruồi và hạt cỏ. Các con vi sinh vật là ví dụ như là chưa có được ma hay là bacillus, đó là một số dòng vi sinh vật phân giải các cái chất hữu cơ, thì hầu hết đó là sinh vật háo khí. Nếu mà trong điều kiện ủ bình thường thì bình quân khoảng 10 tới 15 ngày mà con nông dân phải đảo trộn một lần, vừa tốn công đâu trộn, và hệ thống có những thời điểm thì oxy đã bị mất, thiếu oxy thì các con vật được hoạt động sẽ không được tốt. Khi hàng ngày chúng ta cung cấp đầy đủ nước và đầy đủ khí oxy, và trong quá trình thổi khí vào thì nhiệt độ trong ổ có thể giảm xuống, làm cho các con vi vật được hoạt động tốt, nó sinh sôi để nở nhiều hơn, do vậy là cái phân chúng ta phân hủy nhanh hơn. Đặc điểm cơ bản của phương pháp ủ hiếu khí ASP là khối ủ được cung cấp oxy cho hệ vi sinh vật có ích hoạt động mà không cần đảo trộn trong suốt quá trình ủ. Việc cung cấp không khí thông qua hệ thống ASP còn giúp điều chỉnh nhiệt độ cho khối ủ ở mức thích hợp cho vi sinh vật có ích hoạt động, vì nếu nhiệt độ quá cao sẽ làm chết chúng. Ủ theo phương pháp ASP cho phép rút ngắn thời gian ủ so với các phương pháp ủ truyền thống khác, phân thành phẩm giữ được dinh dưỡng tốt do việc phối trộn nguyên liệu hợp lý, nhiệt độ điều chỉnh thích hợp. Thêm nữa, do không phải đảo trộn khối ủ nên tiết kiệm chi phí lao động. Việc không phải đảo trộn khối ủ cũng giảm thiểu các rủi ro lây nhiễm bệnh tật cho người lao động khi tiếp xúc với khối ủ. Hồi ban đầu khi mới triển khai cái chương trình dự án này thì mình nghe nói thì nó cũng khó khăn, nhưng mà về khi mà mình phía mấy anh em đã hỗ trợ cách thức làm rồi, mình thấy nó cũng đơn giản chứ không có gì phức tạp gì nhiều. Tận dụng mình công sức của mình làm thôi chứ khỏi thêm. Bị một mẻ này thì mình làm được. Vì thời gian nó cũng không có tốn như cái cách ủ thông thường. Quy trình ủ phân có thông khí được thực hiện theo các bước như sau. Nguyên liệu ủ là rác bã động vật, thực vật, gia súc, gia cầm theo tỷ lệ 3:1 và cấy men vi sinh. Bước 1, mở máy quạt hoạt động 15 phút vào buổi sáng và 15 phút vào buổi chiều. Bước 2, tưới nước lên đống ủ vào mỗi buổi sáng, lượng nước thuộc vào độ khô của khối ủ. Bước 3, cứ cách 3 ngày thì tưới nước một lần vào các lỗ đã được xuyên trước của đống ủ. Bước 4, sử dụng phân hữu cơ để bón cho cây trồng. Một năm á, là cái lượng mình ủ ra nó thí dụ một quy trình nó là khoảng 50 ngày á, thì cho mình tận thời gian nữa đi thì một tháng, 2 tháng á, 60 ngày 2 tháng thì mình ủ một mẻ. Thì một năm á, thì mình làm là
6 mẻ thì trong đó quy định nếu một mẻ này thì mình xài khoảng gia đình, nếu mình tây cái lượng xài trong tính trên đầu con đất á, tên nghe mét vuông á, ngàn mét vuông á, thì mình xài 6 mẻ thì nó khoảng 12 tấn, mà trong đó mình xài khoảng chừng 4 tấn thôi, đủ dư thì nó chỉ 6 tấn. Mình chia cho anh chị em nào bà con là gần gần người ta có nhu cầu. Sử dụng hệ thống ủ phân có thông khí ASP được triển khai tại tỉnh Bến Tre từ năm 2018. Đến nay đã có hơn 10 hộ áp dụng. Tham gia mô hình, các hộ dân sẽ được dự án hỗ trợ quạt ly tâm và một số dụng cụ để thực hiện mô hình ủ phân hữu cơ, đồng thời hướng dẫn tập huấn kỹ thuật để các hộ dân có thể thực hiện mô hình một cách dễ dàng. Mô hình này nó cũng rất nhiều ưu điểm. Nó giảm được cái thời gian ủ và nó đảm bảo cái chất lượng phân, nó đạt yêu cầu phục vụ cho cây trồng nó tốt hơn. Thì nói chung những mô hình mà chúng tôi triển khai nó rất là dân gian, rất dễ làm và nó mang lại hiệu quả thiết thực. Hiện nay thì người dân họ bên ngoài khỏi khu khổ dự án họ vẫn tự đầu tư để mà họ làm những mô hình này để phục vụ cho cái bón cho cây trồng tại địa phương, cũng như là góp phần để giải quyết vấn đề môi trường, kinh tế ở các cái gia trại. Theo các nhà chuyên môn, đối với cây trồng nói chung và cây ăn quả nói riêng, phân hữu cơ là yếu tố không thể thiếu trong quá trình sản xuất, không chỉ duy trì sự màu mỡ của đất mà còn tăng tuổi thọ và tăng năng suất cho cây trồng. Rải cái này thì trên vườn dừa của mình là thấy thực tế nó có cái là nó có cái độ tơi xốp của đất. Và vườn dừa thì nó cái giữ cái độ xanh cũng bền chứ không phải như mình xài hóa học. Xài hóa học có khi nó tốt thì tốt nhiều nhưng mà đến khi nó cũng mau xuống. Còn cái này thì nó có độ tơi xốp đất và độ bền. Năng suất vườn dừa là nay thấy cũng ổn, cũng tương đối chứ không thua gì so với rải phân hóa học. Cũng có số bà con người ta xài bây giờ thì cái hướng mình xài hữu cơ. Cho nên người ta xài cái này người ta nói cũng thứ nhất là người ta rải cây cam bưởi rồi đó. Thứ hai nữa là cũng số trồng rau, trồng cây cảnh thì tôi nói là cái này cũng nó đúng ra giá cả thì nó cũng hợp lý với người mua, nhưng mà xài thì cái độ hữu cơ nó cũng tốt. Không chỉ đơn giản và dễ thực hiện, mô hình ủ phân có thông khí còn có mức chi phí đầu tư khá thấp. Hạch toán kinh tế của hệ thống ASP cho một lần sản xuất cụ thể như sau. Hạch toán hiệu quả kinh tế của việc sản xuất phân hữu cơ từ hệ thống ASP cho thấy nông hộ sử dụng những phế phẩm nông nghiệp sẵn có để sản xuất phân hữu cơ, sử dụng bón cho cây trồng, có thể thu được trên 1,7 triệu đồng một lần sản xuất. Một năm, doanh thu 17 triệu đồng từ phân ủ một hộ. Bình quân là một đống ủ khoảng 2 tấn, như các anh chị đã thấy đó, thì đầu tư ban đầu nó trên dưới 10 triệu. Mà thời gian ủ chúng ta đúng ngắn khoảng 45 ngày thôi. Mà trong thời gian nếu mà trong điều kiện ủ bình thường là 2 tháng thì nửa tháng người nông dân phải đảo trộn một ngày. Thì như vậy thì là mỗi một lần ủ hệ thống SP này thì chúng ta sẽ tiết kiệm được ít nhất là công lao động là khoảng là trên dưới 2 triệu đồng. Như vậy thì trong vòng 1 năm chúng ta có thể thu hồi được cái tiền mà đầu tư vào cái hệ thống SP từ cái hệ thống thông khí cũng như là hệ thống BU của nông dân. Mô hình nông hộ sử dụng hệ thống ASP để sản xuất phân hữu cơ cung cấp cho cây trồng đã gây được sự chú ý của nông dân do dễ thực hiện và đáp ứng được nhu cầu cung ứng phân bón cho cây trồng, góp phần tạo cho người dân có ý thức sử dụng phân hữu cơ để sản xuất nông nghiệp sạch. Sử dụng phân bón hữu cơ từ hệ thống ủ phân có thông khí là một bộ phận trong quy trình sản xuất dừa hữu cơ đang được triển khai mạnh mẽ tại tỉnh Bến Tre. Sản xuất dừa hữu cơ là giải pháp đưa ra các sản phẩm từ dừa vươn ra thị trường thế giới mà nhiều doanh nghiệp trong tỉnh Bến Tre đang liên kết với người trồng dừa thực hiện từ nhiều năm qua. Đây cũng là nhiệm vụ trọng tâm của ngành nông nghiệp Bến Tre nói chung và đối với phát triển ngành dừa nói riêng trong năm 2019 và những năm tiếp theo.